Bác mình nha, hôm nay lên chú bác video bao gồm 26 mã hàng như thế này, bao gồm cần câu và máy câu nha. Nếu mua chú bác mình mua hàng thì liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0919 1920 35, em tên Nghiệp, phí ship là 30.000 một đơn, hai đơn bao ship hoàn toàn. Hàng bên em là hàng ship nhanh nha anh em. Đó, hàng ship nhanh không phải ship thường, ship nhanh. Hai đơn bao ship, một đơn 30.000, không phân biệt vùng miền cũng không phân biệt giá trị đơn hàng nha anh em. Bao nhiêu cũng vậy. Đó thì anh em mua hàng bên em lưu ý là bắt buộc quý anh em chú bác mình là phải kiểm tra hàng trước khi nhận giùm em nha anh em. Kiểm tra thật kỹ trước khi nhận giùm em. Ở anh em nào mà không kiểm tra hàng nhận đại thì nếu mà phát sinh hàng nó bị hư hỏng dập gãy gì đó, anh em mình tự chịu, em không giải quyết khiếu nại như về sau nha. Thì đôi khi sẽ có những cái trường hợp đặc biệt anh em mình không kiểm tra hàng được thời điểm shipper nó giao hàng á, thì khi anh em mình đem hàng về nhà trước khi mình khui ra mình kiểm tra hàng bên trong thì vui lòng lấy điện thoại mình quay lại, hàng của em lúc nào cũng có tem niêm phong đầy đủ hết ha, anh em quay lại đầy đủ trong quá trình mình kiểm tra. Nếu mà cũng vậy, nếu mà phát sinh hàng bị hư hỏng dập gãy hoặc là hàng không đúng cái cam kết như ban đầu, hoặc là bị shipper hoặc là bị bọn ác đánh tráo sản phẩm khác bên trong, thì anh em cứ cung cấp video cho em sẽ hoàn tiền hết tất cả cho anh em mình. Anh em mình không phất một đồng nào hết, hoàn hết tất cả các tiền chi phí cho anh em mình. Còn cái chuyện còn lại anh em cứ cung cấp video cho em đó, rồi em sẽ giải quyết với bên vận chuyển. Ừ, đúng sai thì để bên em làm cho anh em mình, làm không lại bọn nó đâu ha. Thì cái thứ nhất, cái thứ hai để đảm bảo anh em mình không bị cái bọn lừa gạt bây giờ nó lừa đảo cái việc mà ship hàng, lấy việc ship hàng bây giờ anh em, shipper nó giả mạo shipper để lừa đảo anh em mình rất là nhiều. Em bây giờ hầu như ngày nào cũng có khách hàng của em gọi điện báo, ừ Nghiệp ơi anh đâu có đặt hàng gì đâu mà tại sao em giao hàng cho anh. Là nó hack tới cả thông tin, hack được, nó biết được thông tin người bán là em và nó biết cả thông tin người mua là khách hàng với anh em mình nữa. Nó rất là hay và nó sẽ giả mạo shipper để nó lừa đảo anh em mình. Thế này tốt nhất anh em mình, cách tránh tốt nhất, thủ công nhất, hay nhất là anh em mình cứ điện tới giao hàng, không phân biệt, không biết hàng của thằng nào, anh em cứ điện lại. Ừ, nói mày cứ giao hàng cho tao, tao kiểm tra hàng, ok tao thanh toán là trả tiền, như vậy là xong. Thứ nhất là anh em mình khỏi bị bọn lừa đảo nó lừa đảo. Cái thứ hai anh em mình cũng tránh được cái tình trạng là cái người bán họ không thật thà, họ không chân thật, hoặc người bán có ý đồ mà giao hàng không đúng hoặc là như thế nào đó. Anh em cứ kiểm tra hàng thực tế, không đúng anh em mình không nhận hàng, anh em mình không mất một đồng nào hết ha. Rồi như vậy thì cái mã đầu tiên lên cho anh em mình đây, một cái cần tay anh em, một cái cần tay carbon 4,5 tem vàng nội địa này anh em. Thì cây này hàng lỗi nha anh em, cây này lỗi lóng hai rồi nhưng mà nó tháp lại, nói chung là anh em vẫn câu bình thường nha. Nè lóng một nè, lóng này còn bình thường nha, lóng thứ ba với gốc lên vẫn bình thường nè. Đây đâu rồi, đâu rồi, đây cây lóng hai trên ngọn xuống nè anh em. Nó độ nè, cái gãy nó độ lại nè. Dần nó đứt thì cần câu ra rồi. Thì nói chung cái này hàng lỗi anh em, nếu mà anh em về anh em có cái lóng hai này mình thay vô thì anh em sẽ thành cái câu bình thường. Còn có lóng hai thì anh em để vô đây anh em câu thôi nè. Cái ngọn của mình này nè, thấy không? Đây nè. Nó gãy cái đầu lóng hai rồi nó chét keo nó tháp lại nè, không phải tháp mà nó độ thêm nè. Đó, anh em thấy không? Nó độ một cái lớp keo dưới này nè để cho nó đừng có tuột đầu ngọn ra. Thì cây này nếu mà anh em mình về mình để gì đây mình câu luôn á thì vẫn câu được anh em. Ví dụ nó 4,5 m thì anh em cho nó còn khoảng 3,9 m đi. Tại vì nó gãy một khúc là cái lóng hai mình nó còn khoảng chừng hơn 30 cm thôi. Đó. Cái này là hàng lỗi anh bảo nó độ sẵn vậy nha. Anh em về việc mình câu thôi, còn anh em mình có lóng hai mình thay vô thì mình sẽ thành cây cần câu hoàn thiện. Thì tình trạng cây cần mình như vậy. Cây này mã số 1 em bán quý chú bác mình giá là 200.000 nha, mã số 1. Rồi mã số 2 lên cho anh em mình một cây sút lở vậy nè. Ủa cây này không có bắt máy. Cái cây này thì cũng không kiếm bắt máy. Anh em, cái cây này bị thằng nào gỡ bắt máy khác rồi nè. Em kiếm bắt máy khác để cho anh em mình về mình chịu khó mình làm bắt máy để giúp em ha. Quấn chỉ lại. Mình nào nó gỡ mất tiêu. Thì cây này hãng con Ryobi đen, dòng mã chrome. Nó bóng lắm. Hàng sản xuất Korea nè, hãng con Ryobi. Đó, cây này độ cứng 15 và 2,4 m anh em, thích hợp cho anh em mình câu đầu cần đâu nè, câu lăng xê đâu nè, câu lure đâu. Thì cây này khoen cũng vậy anh em ơi, cái khoen cũ nó hư hết rồi, em thay hết nguyên cái dàn khoen mới cho anh em mình nè. Nguyên cái dàn khoen này không có khoen Fuji anh em, cây chỉ là khoen hãng bình thường bên ngoài thôi. Đó, nhưng mà khoen thì không có hư. Ha, phôi thì đẹp nè, độ cứng 15 2,4 m, cây này anh em làm cần lure rút anh em đánh cũng được nữa anh em. Ha, một quấn lục đầu cần, con mè, con lăng xê đâu. Độ cứng 15 và 2,4 m, sút lở nha. Thu gọn của mình thì rất là gọn. Thu gọn của mình 90 cm. Cân nặng của mình là 125 g. Mã số 2 giá 250. Tiếp mã số 3 lên cho anh em mình. Đây là cây cần ISO hạ tay nha anh em. Cây hãng cũng đai qua. Cây này anh em hạ tay tầm khoảng 5H nè, dài 3,9 m nha. Cây hãng cũng đai qua nè anh em. Một cái đai qua carbon rod nè. Nha.
Cây này cái phôi của mình thì nó hơi dơ anh em, hơi dơ hơi sờn tí xíu, nhưng mà phôi cây này chất lượng nha. Anh em nào kiếm một cây cần ISO mà về hạ tay chất lượng lấy cây này. Cây này thu gọn cũng tầm khoảng 80 cm thôi nè. Ha, cái phôi của mình thì nó không có chạy sờn nhiều, nhưng mà nó hơi, nó kiểu như là hơi bám dầu mỡ, nó hơi dơ dơ ố ố nè. 3,9 m nha anh em, tầm khoảng 5 h anh em. Anh em kiếm cây cần tay nè, anh em quấn thì lấy cái này về hạ tay chơi, phôi ISO nha. Hãng cũng đai qua nội địa Nhật. Thì cây này á, ngọn của mình là 1,5 l, cân nặng của mình là 250 g, mã số 3, giá 300.000. Tiếp lên cho mình cây này. Đó, làm cái cán cây cần lua anh em thấy không? Dài 3 m nhưng mà nó không phải cần lua nha anh em, cần con ngâm lăn xê thôi. Nhưng mà làm cái cán như cần lua nè, cán mút nè, bắt máy Fuji. Cây này dài 3 m, cứng khoảng 50 anh em, hàng carbon nè. Cây này hàng China anh em, hàng China xuất. Thì cây này của mình cũng bị khoen nè, ồ có con khoen bị nứt này nè, có con khoen bị nứt viền nè. Thì cái khoen này để em thay cho anh em mình, cái khoen này em có thì em sẽ thay cái khoen mình cho hoàn thiện nha. Cái nào không có thì về anh em mình tự hàng lại, còn cái nào có em sẽ thay cho anh em mình hết nha. Đó, em quấn băng keo đây để biết là cây này cần phải thay khoen cho đó. Cứng khoảng 50 anh em, dài 3 mét, phôi rất đẹp nè. Cây này hàng carbon anh em, hàng China xuất Nhật. Đọt của mình là đọt 2,6 l, cân nặng của mình là 318 g, mặt số 4 thì bán giá là 300.000. Tiếp cây này anh em chơi rút mini thì cây này thu gọn khoảng 62-63 cm đó, cũng là hàng carbon anh em. Carbon thì cái này nó bị xấu chỗ này anh em. Nó có một lớp keo độn chỗ này nè, mà anh em nhìn không, nó bị rạn nè. Nhìn không? Này về anh em mình có keo làm cần, anh em mình phủ lên một lớp là được rồi anh em. Bắt máy Fuji, phen Fuji hết, cứng 30 và 2,7 m nha. Hàng carbon đó anh em, tất cả mình phen Fuji nè. Có phen bị nứt nhỏ xíu chỗ này. Đó, về anh em mình tự hàng lại nha, anh em mình tự xử lý lại. Carbon cứng 30 và 2,7 m, rút mini thu gọn khoảng 62-63 cm, đọt 2 ly. Rồi, cân nặng của mình là 246 g, cây này mã số 5, mình bán giá là 300.000. Có nắp chụp đồ đầy đủ hết nha anh em. Nè. Tiếp lên cho mình đây cây cần tay ráp khúc nha anh em. Một cái cần tay ráp khúc, cái này hãng con Shimano nè. Không, em đoán thôi chứ không chắc anh em. Cái tay cầm như cái thứ hai, cái nền chữ chỗ này nè, anh em nhìn cái logo chỗ này này không? Em bán nhiều cây Shimano là nó có dùng chỗ này. Thì em đoán là vậy thôi, nhưng mà khả năng đoán của em đúng hơn 70-80% anh em. Còn chính xác của con Shimano thì em không dám chắc nha. Ví dụ anh em nào biết thì có tư vấn thêm với em, còn khả năng em đoán là đoán khoảng 70-80% cây Shimano. Một con này nè. Rồi, cán chỉ của nó này ha. Cây này ráp khúc anh em, ráp khúc 3,6 m. Ha, tầm khoảng 3 h anh em, mấy chỗ này dính dơ nè, mấy này dính dơ. Thì cây này anh em. Hai cái lóng này nè. Lóng 2 mình nó cắm vô đây. Nhưng mà nó tuột, nó cắm hơi sâu nhưng mà cắm mạnh vô vẫn sử dụng được anh em. Đó, cắm mạnh như sử dụng được nha. Còn hai lóng gốc, lóng zin, còn cái ngọn thì ngọn của nó thiệt nè, cái ngọn cắm vô cái đầu này thì chính xác, hiểu chưa? Còn cái chỗ này về không biết sao mà nó cắm sâu quá vậy, sâu nè anh em. Em bây giờ có thể là cái này là cái lóng khác của cái cần khác anh em, có thể là như vậy nha. Thì anh em này chuyên về cần tay hay ra ráp khúc thì anh em về mình coi mình xử lý lại sao đó, mình xử lý nha anh em nha. Thì tình trạng cây này của mình là như vậy, đọt ngọn rồi vẫn nè, bình thường tầm khoảng 3 h, 3,6 m nha. Thì cây này mã số cân nặng như đây, cân nặng mình 67 g nè. Cây này mã số 6 em bán giá là 300.000 nha em, mã số 6 nha, em bán giá là 300, em lưu ý giùm em là tình trạng cần mình như vậy, coi như là lỗi lóng 2 đi, anh em có cho như vậy về nên mình khắc phục lại. Mã số 6 giá 300.000. Tiếp anh em lên mình phôi là phôi cây cần súp nha, phôi cần súp mà nó quấn chỉ, nó phủ keo chơi nguyên cái lóng gốc này nè. Chắc cái tay thằng trước nó đổ mồ hôi lắm hay sao mà nó chơi nó quấn chỉ hết nè. Cây này hãng của thằng Sirius anh em, cây này hãng của Sirius nè, em nhìn cái màu đỏ đỏ hồng hồng cái này nè. Đó, cái nền phôi của mình nè, em còn chả biết nó dài bao nhiêu nữa đây. Tháo hết khoen cho anh em mình quấn tay nè, để em test thử nó cứng khoảng bao nhiêu nè. À, cây này nó cứng khoảng chùm 25 anh em, 25 cũng cần đánh lục. Đầu dài của mình nó là 4m2 mà nó gãy chút, anh em còn cho nó khoảng 4m1 đi nè, 4m1 đi, anh em cứ cho như vậy đi ha. Thì đây một cái phôi cần súp carbon. Đó.
súp carbon nha anh em. Gọn 2 ly rưỡi cứ phải 25. Cân nặng của mình 363 g, bán anh em mình 300 thôi, ghi giá 400 thôi bán 300 thôi. Mã số 7 bán giá 300 thôi nha anh em. Mã số 7 giá 300. Rồi súp 4 mét. Tiếp anh em, cây này cây ISO nè anh em, cây ISO dưới trong nữa anh em. Cây hàng VIP của Shimano nó bắt máy titan đàng hoàng nữa anh em. Mấy chỗ này dơ nha, mà cây này có cái độ zoom nó bị gãy lóng 2 anh em. Lóng 3 chứ. Cây này ISO nè, ISO hàng của Shimano Alpha Zoom nữa nè, đọt số 2 dài 4 m, 5 m3 zoom 4 m8 anh em. Nó gãy cái lóng này à. Đây nè, nó còn dài lắm anh em. Cái lóng gãy mình nó còn rất là dài nữa không? Nó gãy chỗ này. Đó, khúc gãy nó mất tiêu rồi, nó không còn nha. Anh em về mình coi, còn cái ngọn còn đây nè. Cái chỗ này về mình coi, mình độ lại mình vẫn sử dụng được anh em. Đây. Mất cái đầu bu rồi. Đó, thì anh em lưu ý giùm em ha. Cây này tình trạng như vậy, em bán cây này giá 400 ngàn về anh em mình độ chế vậy nè, hoặc anh em mình đang sử dụng thì mua về, ví dụ có hư cái này nọ thì thay qua thay lại. Cái bắt máy không là đã bán 400-500 rồi, nhưng mà nguyên cái phôi này em vẫn bán cho anh em mình giá là 400 nha. Cái bắt máy Fuji Titanium này nè anh em. Anh em bán cũng phải 400 ngàn bắt máy này rồi, không có rẻ đâu. Thì cây này mã số 8 em bán giá là 400. Tiếp lên mình cây 2 khúc nè, anh nào kiếm anh em nào kiếm cây 2 khúc carbon này anh em. Đầu cứng cao lấy cây này ha, đầu cứng cao. Hàng carbon 2 khúc fan Fuji, bắt máy Fuji hết. Tất cả fan Fuji đầu cứng 80 2m1 nè, country hãng của Olympic này anh em. Ha, tem vàng xuất Nhật hãng Olympic, hàng nguyên bản không lỗi lầm gì hết. Đọt 3 ly nha, độ cứng 80 cũng fan to nè, 80 2m1. Cân nặng của mình là 346 g. Cây này mã số 9 em bán giá là 600 ngàn. Tiếp đi cho mình cái này là cái phôi cần ISO như em, cây Shimano VIP nè. Cái nút này dẫn vô nha, nhưng mà nó bị nhảy răng anh em, nó bị nhảy răng ra nè, nó đâu cái răng nó nhảy không đều, nó hơi cứng. Về anh em lấy kìm mình bấm mình dặn lại giùm em ha. Một cây Shimano nè, một cây ISO Rotec anh em, cây hàng cao cấp luôn em, đọt 1.5 5m3. Thì cây này tầm khoảng 4h 4h rưỡi nè. Đó, cây này cây ISO VIP anh em. Anh em nhìn cái này là anh em biết VIP rồi nè. Thì cái cây này anh em hàng vận chuyển về anh em thì nó bị lỗi sẵn rồi, nó chỉ còn có 3 lóng gốc thôi. Nha, nó chỉ còn có 3 cái lóng gốc như thế này là cái lóng zin của nó. Thì em thấy cái phôi này nó VIP quá anh em. Ví dụ bán 3 cái lóng gốc thì nó phí uổng. Nên em gắng em kiếm cho mình được một cái lóng thứ hai và cái lóng ngọn gáp vô để về anh em mình làm cái cần tay nè. Cái lóng này là của cây đai qua 9m em lấy qua nè anh em. Nha, của cái đai qua 9m nè, nhưng mà cái đầu lóng này của mình nó bị trưa nè. Thì về mình coi, mình hạ tay thì sẵn rồi, thì mình quấn chỉ hết mấy đầu lóng này lại luôn. Ha, cái ngọn này vẫn là ngọn của cây đai qua 9m thôi. Hai cái này là của cái đai qua gắn qua nè anh em. Nó vừa khớp với cái này. Đó này em gắn vô để về cho anh em mình hạ tay mình đánh nha. Có thể nó không đồng màu, nó không đồng chất, nhưng mà tất cả đều là phôi Nhật hết. Hai cái khúc này cũng là phôi đai qua VIP và cái gốc này cũng ấy nữa, nên thay vì bán anh em ba lóng này thì ổn quá. Nên em gác đây được thành cây cần tay ISO hạ tay về cho anh em mình chơi tầm khoảng 4h 4h rưỡi. Thì anh em lưu ý giùm em ha, chơi cây này thì phôi nó tốt thiệt nhưng mà nó không phải là nguyên zin đó. Thì cây này mã số 10 em bán giá là 500. Tiếp cây này nè, cây này cây câu quýnh lăng xê nè. Cây này có cái nút đít cao su như này nè, nó bị rớt mất rồi, nó có cục cao su thôi rớt mất này ha. Cây này hàng carbon bắt máy Fuji cứng 80 này nè, 83m9 này ha, super carbon gót nè. Thấy không? Cứng 80 39, anh em nào kiếm thì lượm cây này carbon, tất cả của mình đều fan hoàn thiện hết nè. Cái fan này thì bị nứt nhỏ nè, nứt nè, nứt một cái viền fan chỗ này, tất cả fan còn lại ok hết. Thì cây này anh à, thì đúng là cái fan này bị nứt anh em, fan này bị nứt chỗ này và nó bị đứt cái viền chỗ này đó nè, có một fan bị nứt thôi. Còn thêm phần nữa là mấy cái fan này anh em vận chuyển về nó bị tuột mất hết cái đầu bu và fan này hết rồi, mấy cái fan dẫn mất hết. Thì em mới kiếm fan khác em gắn cho em mình nè. Thì ba cái fan này, cái bu chống sắn luôn, là cái fan bình thường bên ngoài, không phải fan Fuji nha, gắn vô để cho anh em mình câu được ha. Còn cái này là ok nè, có một fan bị nứt rồi, tình trạng là cứng 80 và 3m9 anh em, hàng carbon, có chạy sờn sơ sơ nè. Đọt 2 ly 7 nè, cân nặng của mình là 385 g. Thì cây này mã số 11 em bán giá là 600 ngàn nha, 600 ngàn cho anh em mình chơi mã số 11. Tiếp cây này là cây ISO biển anh em, cây ISO biển nha. Cây này thì nó dài tới 5m4 rồi anh em, nhưng mà hạ xuống 4m5 rồi nè, nó bỏ cái lóng gốc
bỏ đóng góc nhưng mà vẫn giữ cái chui này nè, cứng lắm, bắt máy Fuji được ha. Anh em đánh ISO bạo lực, anh em đánh cái này, anh thấy đâu nó vẫn gắn cái đầu mua ISO biển cho anh em mình luôn nè nha. Cây hãng con Daiwa đó anh em, oh, rất đẹp nè. Thì cây này hiện tại có đọt có khoảng số 6 rồi nè, khoảng số 6 của ISO nè, cứng lắm nha, so với cần tay nó cả 8H anh em. Thì cây này cũng vậy, anh em muốn hạ tay đánh tay thì đánh, hoặc là đánh ISO bạo lực thì đánh, phôi là phôi cần Daiwa đó anh em, đọt 2 ly phôi trong rất là mới. Thì lưu ý nha, cây này là cây ISO biển 5m4, nó hạ xuống 4m5 nha anh em. Đó, đọt to, đọt 2 ly, độ cứng rất cao. Rồi, cân nặng của mình là 527g, mã số 12, cây bán giá là 700.000. Tiếp, cây này cây ISO phan lớn nè, cây này hàng carbon nè anh em, một cây carbon ISO phan lớn, bắt máy Fuji tem vàng luôn. Anh em nó giờ đọt số 5 luôn nè, đọt số 5 và 5m4 nè, hàng carbon, mà chrome sáng bóng nè. Tất cả của mình đều là phan Fuji hết, không hư, không nứt khoen nào, khoen hoàn thiện nha anh em. Carbon, phôi cũng rất mới luôn nè, đọt số 5, dài 5m4, ISO khoen lớn, phôi rất đẹp, phôi đẹp quá nè. Ngọn 2 ly, ngọn 2 ly 2 nè, cân nặng của mình là 549g, đọt 2 ly 2. Cây này mã số 13, 700.000. Tiếp anh em, cây này cây ISO khoen nhỏ nè, quý chú bác mình thích chơi cảm giác thì lấy cây này nha anh em. Cây này cây phôi xịn, phan xích nè, tem vàng nội địa Nhật đầy đầu nè, cái tem này còn hơn cái giá bảo hành nè, chuẩn nội địa Nhật đầy đầu luôn nè. Cái hãng con Ryobi nha nè, Ryobi bắt máy cũng thấp nè anh em, không giữa bắt máy nó có 30 thôi nè, bắt máy Fuji tem vàng. Thì cây này đọt là 0.6 và 4m5 nha anh em, một cây ISO khoen nhỏ hàng Ryobi sẵn hai da nè, đọt 0.6 4m5. Thì quý chú bác mình á hay đánh ISO mà theo kiểu quýnh cảm giác đâu ha, buổi sáng đầu ra bờ hồ đó ngồi nhâm nhi là cà phê tán gẫu với mấy chú bác bạn đồng môn đâu, ngâm cái hàng câu đó cá ăn thì đóng cho nó cảm giác, cho nó phê lôi cho nó tê tê vậy đó, xong mà thả xuống, không kiểu là câu giải trí văn nghệ rồi đó. Thì quýnh cảm giác thì lấy cây này quýnh bao cảm giác nha, tất cả mình phen full shit hết nè. Phôi là phôi xoắn hai da chứ mấy phôi thường anh em, cũng là cây cần hệ nhưng mà do đọt có 0.6 thôi thì nó tầm khoảng 3H cần tay đó, thì thích hợp chú bác mình. Chứ còn ví dụ anh em chú bác bị câu chuyên nghiệp rồi đó, đi câu mà vẫn bắt cá nhiều rồi đâu, bắt cá ấy rồi đó, thì mấy cần cảm giác thì đâu bắt làm gì anh em, bắt cá rất là chậm, anh họ không có thích. Thường thường họ lấy mấy cần cứng cao thì họ bắt cá cho nó lẹ nha. Còn mấy dòng này dạng câu kiểu giải trí đồ, câu nghệ thuật đồ, còn ngâm đồ, câu kiểu tán gẫu rồi đó, vừa câu vừa chơi rồi đó, chỉ như thế này đọt cũng 0.6 thôi. Cân nặng mình 155g nè, ISO 4m5. Thì cây này mã số 14 nha, em bán giá là 700.000. Thì nói chung tùy theo sở thích, tùy theo nhu cầu của mỗi người nè. Chứ thường nếu mà nói để đi câu mà dân câu bắt cá thì không ai thích cần mềm hết, ai cũng thích cần bự cần cứng hết đó. Mình cần cứng thì câu cảm giác nó không còn cảm giác nữa. Tiếp lên cho anh em mình, đây là cây cần tay nha, lâu lắm rồi mới gặp lại cây cần tay VIP này trời. Một cây Daiwa HS nè, cứng đều 4m5, mắt in da băng, là lâu lắm rồi mới gặp lại cây này. Cây Daiwa này thấy chưa, xoắn hai da nè, lâu lắm luôn này, bán lâu lắm rồi mới gặp lại cái cần tay này đó anh em. Dám là 4-5 tháng gì rồi mới gặp lại cây này. Cây này 4m5 nha anh em, nhưng mà anh em cái lóng hai mình nó ngắn quá nè, anh em thấy không, mình cần lóng dài, mà lóng hai mình chỉ khoảng 20-40, lóng hai mình khoảng 60cm thôi anh em, thấy chưa, một cái rất là bất thường đó. Một rất là bất thường, cái ngọn phôi thì nói chung cái phôi này cũng vẫn là phôi của nó nè anh em, nhưng mà không biết tại sao có lóng hai mà lấy ngắn như vậy. Và cái đầu bu của mình nó bị gãy rồi, cây này là đầu bu C360 anh em, nó bị gãy cái đầu bu rồi. Và em đo thực tế cây này của mình đó anh em, nó dài chỉ còn 4m2 là 3m9 ta. Đấy, em nhìn em thấy là có dấu hiệu bất thường rồi, cây này còn 4m2 anh em, coi như lớn hụt mất 30 cm, có thể là cái lóng hai của nó bị gãy anh em, có thể là cái lóng cây này tầm khoảng 4H anh em, có thể cái lóng hai của nó bị gãy nha, rồi nó không có cái lóng dài mà nó kiếm một cái lóng khác, mà cái lóng này là cái lóng cây lở nó cắn vô. Nhưng mà cũng là em nhận định riêng của em là cái lóng này lóng tốt nè, anh em nhìn cái nền phôi lóng nè, anh em thấy không, cũng là cái lóng tốt. Thì thôi, thành ra như vậy thì em cũng bán cái giá nó cũng như vậy cho anh em mình chơi luôn. Cái cây này nếu mà nó nguyên bản thì giá nó khoảng 1,5 triệu đô lên rồi anh em, một cây cần tay VIP mà. Đó, hiện tại nó còn 4m2 nha, nó tầm khoảng 4H, ngọn của mình là 1 ly 1, cân nặng của mình 110g.
thì cây này mã số 15 em bán giá là 700.000 nha anh em, lưu ý cho em 700 thì nó có giá trị của 700 nha anh em, chứ em rất rõ ràng chỗ nào lỗ chỗ nào kia là em phát hiện là em báo trước cho anh em mình để anh em mình sẵn sàng mình mua, thì về mình phải chấp nhận những cái vấn đề lỗi như vậy và giá nó sẽ đi đôi với sản phẩm của cần. Rồi tiếp đến cho mình cái cần súp nha em, một cái cần súp carbon, cây này cũng hãng con Ryobi nữa anh em, made in Korea nè, độ cứng 30 và 4m2 nha, cũng dòng này là dòng mã chrome nè anh em, 30 4m2, bắt máy Fuji đâu nè, tất cả của mình đều là fan Fuji hết, ha, khoan thì không có nứt không hư gì luôn anh em, cứng 30 4m2, có chạy xước nè. Có chạy xước linh tinh. Đọt 3 ly đẹp cứng 34m2. Cân nặng của mình là 419g. Cây này mã số 16 em bán giá là 900.000. Tiếp lên cho mình cây ba khúc VIP này nè. Một cây ba khúc con Ryobi nữa nè. Anh em nhìn cái phôi không? Sóng 2 da. Biết đẹp luôn nè. Hơi dơ thôi anh em, hơi dơ nè, dính băng keo dơ nè, cây này về lau xù chùi sạch sẽ đẹp giá mang luôn nè. Súng hơi da tới ngọn nha, bắt máy xịn nè, bắt máy carbon Fuji nè, phiên bản special bản đặc biệt nè anh em nha, 3 khúc 3m3 cứng 50 nè. Cái dòng này là cái dòng mắc tiền nhất của thằng Ryobi nè, dòng helico nè, em thấy chữ super helico nè ha. Thì cây này 3 khúc xoắn 2 da, đầu bullshit môi chề to chà bá nè, tất cả của mình đều là fan Fuji đá xám. Thì cây này về anh mới dành mình câu tem vàng nội địa anh em ha, dành để câu đầu cần rồi nè, câu mè, câu chép, câu ngông, lăng xê rồi đó, hoặc đánh biển rồi đó, thì cây này câu đúng bài. Em nói là phôi này là phôi bao bao VIP anh em, bao xịn VIP luôn, con Ryobi phôi này là VIP nhất con Ryobi nè nha. Này anh em nhìn nó dính băng keo hơi dơ nhiều thôi, cây này về anh em lau chùi sạch sẽ là rất đẹp rất mới, hướng 50 3m3 3 khúc Ryobi. Rồi cân nặng của mình là 347g, nọt của mình là 2 ly 2, cây này mã số 17 em bán giá là 900. Tiếp đến cho mình cây cần tay anh em, một cây cần tay. Thì cái cây này anh em nó bị mất nút đít đây nè, em kiếm cái nút đít em khắn gắn tạm cho anh em mình nè, nó hơi bị lỏng 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 như nên em quấn băng keo, em gia cố lại anh em, về mình xử lý lại anh em ha. Đây cây cần tay tournament anh em, một cây cần tay tournament 10m full mod whisker nè, 10m, mà cây này nó lỗi nha anh em, nó lỗi nhiều cái lắm, tournament nè, một cây tournament anh em nhìn đây qua mình thấy tournament anh em biết VIP rồi ha. Thứ nhất là lỗi mấy cái đầu lóng nè, để cho anh em mình coi đầu lóng trước. Đầu lóng này vẫn ok nè. Đầu lóng này cũng vẫn còn ok nè anh em, nó có mẻ mẻ nhầm nhầm tí xíu nè. Ha. Đầu lóng này nè, nứt nè. Nứt đầu lóng nè anh em thấy không? Nè. Đó thì mấy cái này về anh em mình quán chỉ đầu lóng lại hết anh em mình cọc. Đầu lóng này cũng vậy nên nè. Ha, về anh em mình quán chỉ đầu lóng lại đi. Đó, đó là một cái lỗi nha. Còn cái lỗi thứ hai là anh em có thể nhìn thấy khác màu không? Tới đây vẫn của nó là đúng không? Của nó đúng không? Đó nè, lên đây khác màu nè. Thấy chưa? Có nghĩa là hai cái lóng này là của hai cái cần khác. Gắn qua. Nhưng mà lóng vẫn là lóng xịn nè, đưa vô cũng vẫn khớp bình thường nè, thấy chưa? Nè, còn vẫn là lóng dài lóng nè. Đó, tất cả đều khớp hết, nói chung là khớp không có bị kênh kiểu gì hết trơn anh em. Không có bị kênh, không có bập bên gì hết, mà nhưng mà em nhìn em biết đó, nhưng là hàng không đồng bộ cho anh em mình chơi. Độ cứng cái này nó tầm khoảng 6h nha anh em, có ngọn to ngọn 2 ly nào tầm khoảng 6h. Thì đó là hai cái lỗi của cây cần này, nhưng mà hai cái lỗi thì về anh em mình xử lý thì nó lại là chơi ok hết, không có vấn đề gì mà quan ngại đó. Và giá nó cũng vậy, giá cũng sẽ đi theo giá trị của cây cần hiện tại, nó dài khoảng 10m cho anh em, cây này dài 10m. Thì chưa đo chiều dài thực tế anh em, thì nó như vậy thì anh em cứ cho hao hụt đi, còn khoảng 9m rưỡi đi nha. Đó, phôi thì rất đẹp nè, phôi không có chạy xước nhiều hết, một cây đai qua tournament. Thì cây này thì về anh em mình câu 9m 10m, thì anh em mình câu không có thì về mình chia làm hai phần, một là làm cái cán vợt, còn hai là phần còn lại làm cái cần tay khoảng 4m mấy đó, để mình quấn bạo lực. Rồi tình trạng cây này như vậy nha. Thì cây này đọt 2 ly, cân nặng của mình là 422g, mã số 18, em bán giá là 900 nha anh em. Mã số 18 giá 900.000. Rồi tiếp lên cho mình cây ISO VIP nha anh em, cây hãng của Nissin. Một cây Nissin 2 da nè, trước giờ anh em thấy Nissin 2 da chưa? Em cũng mới thấy Nissin 2 da nè. Anh thấy chưa?
bắt máy Fuji đời mới nè. Cây này đọt số 2 và 3m3 luôn. Mấy cây này anh em ở Quảng Ninh đồ mê lắm. Mà hàng Nissin Hayya chắc anh em chưa thấy đâu. Tem vàng nè, nhật nội địa nè, đọt số 2 3m3. Thì cây này nguyên bản của mình đó anh em, khoen của nó không phải khoen này ha. Em thấy thứ nhất là em dư một bộ khoen. Cái thứ hai em thấy cây này là cây Nissin. Nissin mà Hayya lạ quá. Em có mới thấy nên em tân trang cho nó nguyên bộ khoen. Titanium luôn, chơi cho anh em mình tới đỉnh luôn. Đó, thành ra anh em nào ở Quảng Ninh thì có thể mua cây này nha. Cây này là phiên bản limited, không đụng hàng nè, làm gì có đêm đụng. Tất cả khoen này phải titan, chỉ có cái đầu bu là em kiếm cái đầu bu titan không có thôi, nên em chơi cái đầu bu full sheet cho anh em mình nè ha. Còn là tất cả này phen titan, titanium này em, từ đây đổ lên phen im nè, phen vuông nè, phen titanium, phen im của mấy cây iso vip này, anh em thấy không, 1 2 3 4 5 6 cái phen này thôi là anh em thấy muốn đủ tiền rồi đó. Nên thành ra như vậy, cây iso phen nhỏ 3m3 đọt số 2 nè. Rồi, anh em nào chuyên đánh ISO mà size 3m, 3m3 thì lụm cây này ha, giá rất là tốt cho anh em mình chơi. Đọt của mình là 1 ly. Cân nặng của mình 142g, thu gọn của mình là 90cm. Rồi, cây này mã số 19, em bán giá 1,5 triệu nha anh em. 1,5 triệu là 6 cái phen im mà nó thôi là nó muốn đủ vốn 1,5 triệu rồi anh em. Phen im mà titan im mà nó, anh em thử ra anh em mua lẻ một cái thử bao nhiêu tiền, hoặc là anh em hỏi thử nguyên một bộ phen của nó thử bao nhiêu tiền. Là anh em mình sẽ rõ. Đó, em chơi sang với anh em mình luôn, dư vô khoan lắp cho mình luôn nha. Không phải là lấy từ một cây qua được đâu anh em, nó khoảng mười mấy cái phen như vậy đó mới soạn được 6 cái phen thích hợp đưa vô cái cần đó anh em, chứ không phải là phen nào đưa vô đúng vị trí đâu ha, rất là khó. Rồi tiếp như mình, anh em này chơi cái lure gần nè, chuyên lure gần 3m3 thì lấy cái này, cái này cái đai qua Pacific Phantom cho anh em full hợp, một cái lure gần 3m nha, hẳn con đai qua nè, xích là đầu bu xích nè, phen của mình là phen Fuji đá xám, size là size ML nha anh em. Đó, thông số chi tiết mình sẽ nằm ở đây, size ML, một cây lua full hợp nha anh em. Dài 3m34 2 khúc nè, đọt 2 ly góc 19.5, lua được mồi từ 5 đến 30g, tải cá 15 là bao. Nặng 255g, thu gọn 172cm. Đó. Thì cây này của mình là sản xuất hình như Taiwan hay này, Taiwan hay vậy. Phôi rất đẹp nha. Phô rất đẹp, rất mới, cây 2 khúc này nè, một cái đai qua 3m3 cho anh em mình chiên lua gần. Nó bắt máy Fuji đai qua nè, cây này sản xuất Korea nè, bắt in Korea nè, đẹp lắm anh em, mới tin nè. Cũng có chạy lâm tâm vài chỗ, đầu bu xích nha, phen mình là phen Fuji đá xám, 1,2 triệu nha anh em, một cây lua gần 2 khúc, 3m3. Thì cây này chuẩn cho anh em mình lua gần nè. Thì cây này em nghĩ chắc về anh em mình lua gần mồi nhẹ, hoặc là đem về lua cá xương xanh nữa anh em. Lấy mấy cây này em nghĩ đánh cá đó được. Mã số 20 nha, bán anh em mình giá 1,2 triệu nha anh em ơi. Mã số 20 giá 1,2 triệu. Rồi, còn mấy cái máy câu này em lên cho anh em mình luôn nha. Thì cái mã đầu tiên lên cho anh em mình con máy China xuất nhật có kim loại size 2000 nha anh em. Có kim loại nè. Size 2000, chạy 2 bậc đạn, chạy 6 bậc đạn anh em, radio 501, chạy 6 bậc đạn lận, cước số 1 vô 100m, size 2000 nha, hàng China xuất nhật, đổi tay trái phải mua bên sóng, mã số 21, 150. Tiếp anh em là đánh lục nè, đang mùa bạc bãi quýnh lục xa bờ rồi nè, lấy con này, rồi con này con đai qua nha anh em, hình thức của mình nó đóng bụi dơ rất là nhiều, hàng của em về là em chưa có kịp lau chùi vệ sinh anh em, cứ bóc ra là bán thôi. Thì con này size nó khoảng 7000 anh em, có nông và mobin là mobin chết nha. Mobin chết là mobin cái cối này không xây được nè. Chuẩn cho anh em quýnh bạc bãi biển nè. Đó, quýnh bạc bãi biển thì không cần xả ben anh em, chỉ là quay lẹ đằng vô thôi. Đổi tay trái phải nha, tất cả bao lỗi lầm hết, hoạt động rất mượt mà. Con này hàng made in China, sản xuất Trung Quốc. Xuất Nhật. Chạy 2 bậc đạn, cước số 3 200m, cước số 2 là 300m, mã số 22 300.000. Tiếp theo mình tết cho mình con Abu nha anh em, con Abu Cardinac 754. Ha, Abu thì điển nha anh em. Con này nó bị điểm trừ là vận chuyển về thì bị mẻ chân máy một chút xíu nè. Đó, máy thì đổi tay trái phải. Máy này rất mượt nha anh em. Mobin sống. À, anh em ra sưu tầm Abu lượm con này nha. Nó mẻ chân máy nên em bán giá rất là rẻ, thấp cho anh em mình. Nhưng mấy con Abu thì điển, mấy con này giờ giá trị sưu tầm nó cao lắm. Anh em đi sưu tầm dòng Abu anh em mới biết nha. Cardinac nè. Cước số 8 230m anh em.
là cước 0.25 á, vô 240m nè, rồi 0.30 vô 170m. Thì con này size nó 33.000 nha anh em. Máy thì đổi tay trái phải rất là mượt mà. Đó, con Abu này mã số 23 em bán giá là 500.000 nha anh em. 500.000 cho con Abu Cardinal 754. Tiếp lên anh em mình một con Utega 2000 nha anh em. Con Shimano Utega 2000, con này mắc tinh da băng. Size 2000 thích hợp cho anh em mình lure ISO đồ này anh em. Có chạy nha. Cước số 2 150m, cước số 3 100m, chạy sơn nè. Đó, chạy sơn sơn. Hơi dơ nha. Nhưng mà hoạt động được ngon lành. Mấy con Utega này cho trâu bò, con trâu bò rồi anh em. Ha, Utega cái dòng này nè, cái dòng Gongon này nè, mắc tinh da băng này nè, cực kỳ trâu bò. Ha, con này thị trường nó nhiều lắm, anh em mình rất là thích. Ví dụ mấy con đẹp đẹp thì giá nó hơn 1 triệu, chứ còn mấy con chạy chạy xước này khoảng chừng 500-600 ngàn là anh em mình chơi tẹt ga luôn. Anh em này không chê ngoại hình nó chạy sờn á thì mua phân khúc này là mấy con Utega này nè, chùm. Thì con này em ghi giá 600 nhưng mà em thấy chạy sờn nhiều quá nha. Ủa, cái đúc đít này là sao ta, nó có một cái chụp dưới đít nữa nè, nó bị mất mẹ nó rồi. Đúng rồi, cái này nó có cái nút nhựa dưới đít này nữa nè, nó bị mất rồi. Nó văng nó mất tiêu rồi nè, nó gãy ngang con ốc chích nè. Thôi bán cái này mình 400 rồi. Ghê quá nha. Con này mã số 23 24 bán này mình 400 rồi. Đó, anh em nào không chê ngoại hình nó câu được là được, là lấy con này con bò là được 400.000. Tiếp anh em, anh em thấy con này con gì chưa? Con Shimano Ascend nha, một con Shimano Ascend BB C3000HGM. Con dòng tua nhanh anh em, dòng tua nhanh cối nông nè, tay quay đầu luôn nha. Hàng made in Malaysia, sản xuất Malaysia xuất Nhật. Tay quay đôi. Cước 0.8 vô 300m, cước số 1 220m, cước số 1.5 vô 135m. Đó. Nên nghe gạch đã không? Chạy đó. Chạy nè. Chạy nè. Đó. Chạy nè. Ừ. Đổi tay trái phải có nút châm dầu bên hông nữa nha anh em. Cái này là gạt cước hai khóa hai chiều luôn nè. Đó, tay quay đôi là ngon anh em, em thích nhất mấy con máy tay quay đôi, quay đã lắm anh em. Máy đầm tay lắm. Đổi tay trái phải nha anh em, tay quay đôi. Rồi, con Ascend là mã số 25, giá 1.500.000 nha anh em. Nha, giá 1.500.000, chạy xước nhiều. Lưu ý giùm em. Mã số 25 tao quay đôi C3000, con này về lure rê cực kỳ ngon luôn nè. Hoặc là anh em đến lục đồ cần rồi ha, đánh ISO khoan lớn rồi đó. Lấy con này sao 3000 chơi rất là đã. Anh em thích kiểu như là quay cá đầm tay rồi đó, thì lấy tao quay đôi này chơi. Rất là đầm. Mã số 25 1.500.000. Rồi mã số cuối cùng trong video hôm nay gửi anh em một con siêu phẩm. Một con Abu Monrum. Anh em thấy khác biệt là gì không? Tay trái nha. Nè, mấy con này nên kiếm tay trái nó còn khó hơn lên trời nữa nè. Abu Morum nha, máy lua dòng Ambassador nè, thì điển nha. Đó, con này là giá trị anh em không những sưu tầm mà con này anh em thực chiến con được anh em. Dòng tua rất là nhanh, 6.3 lần nè, 6.3.1 nè. Không, Abu Made in Sweden, Abu thì điển nè. Đó, thì anh em cũng biết cái giá trị nó bao nhiêu thì anh em đánh chữ Abu và anh em đánh chữ nè SX3600IC này ra nè, là cái mã máy nè ha. Về đây, con này thì hình thức nè, đóng bụi hơi nhiều, đóng bụi đóng dơ, em chưa có lau chùi vệ sinh gì hết. Thì con này về anh em mình lau chùi, anh em đánh bóng sơ qua một cái, đẹp xuất sắc. Con này mà lên Amazon nó bán giá chắc ngất ngưỡng luôn nè. Mấy dòng Abu nè. Tay trái nha. Dòng tua rất là nhanh, máy rất là mượt đó nè. Đây, anh em cũng chơi không cần phải bỏ số tiền quá lớn để sở hữu hàng gọi là kịch độc. Nha, thì ở đây 3.500.000 là con này. Con này thời đỉnh điểm là em thấy nó bán tới 4-5 triệu con này nè. Lúc đỉnh điểm có khi lên 5 triệu con này luôn. Abu tay trái này nè. Dòng Morum. Thì anh em là chuyên về Abu hoặc là chuyên về lua thì anh em tìm hiểu thêm. Thì mình thấy vừa ngoạm mình chơi được thì mình mua. Còn anh em nào mình cảm thấy mình không thích hợp, mình chưa từng chơi, mình chưa từng biết giá trị thì thấy cái giá 3.500.000 này thì anh em mình hơi ngọt thì mình cho qua. Mình đừng nói tới nó luôn nha. Ai biết thì nó là giá rẻ, còn không biết thì nó là giá mắc. Đó. Rồi thì con này mã số 26 giá là 3.500.000. Tất cả mã hàng hôm nay em xin kết thúc video tại đây.
Hẹn gặp lại quý chú bác quý chị em mình trong những video tiếp theo. Xin chào.